giá lợn hơi hôm nay đồng loạt báo giảm 2.000 đồng một kg, xuống 88.000 đồng một kg. Các địa phương như Yên Bái, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định. Giá lợn hơi hôm nay không thay đổi, hiện được thu mua từ 90.000 đến 92.000 đồng một kg. Tương tự, giá lợn tại miền Trung Tây Nguyên đang dao động trong khoảng từ 81.000 đến 93.000 đồng một kg. Còn tại miền Nam, giá lợn dao động trong khoảng từ 84.000 đến 92.000 đồng một kg. Các chuyên gia nhận định giá lợn hơi tại Việt Nam đang thuộc top cao nhất nhì thế giới và khó có thể giảm sâu trong ngắn hạn do dịch tả lợn châu Phi chưa thể kiểm soát, đàn nái bị giảm mạnh sau khi dịch bệnh tấn công. Dù đã áp dụng nhiều biện pháp như nhập khẩu thịt lợn sống, sản phẩm thịt lợn, tuy nhiên giá lợn thì vẫn giảm rất nhỏ giọt. Thưa quý vị, kể từ cuối năm 2019, thì Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi đã có văn bản gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc tái đàn lợn. Trước đó, vào tháng 7 năm 2019, thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã có văn bản gửi các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trực thuộc Trung ương về việc tăng cường một số biện pháp kỹ thuật tổng hợp về chăn nuôi an toàn sinh học để phòng chống dịch tả lợn châu Phi và các văn bản khác về kiểm soát vận chuyển lợn nuôi làm giống, nuôi thương phẩm trong vùng có dịch. Thế nhưng với những thành phố trực thuộc Trung ương như là Hải Phòng, dù đã có hướng dẫn chỉ đạo, song việc tái đàn cũng hết sức dè dặt và khó khăn, nhất là đối với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Đến nay thì thống kê tổn thất tổng đàn lợn sau dịch tả lợn châu Phi của Hải Phòng là trên 60% tổng đàn, nhưng việc khôi phục tái đàn hiện nay thì diễn ra rất chậm, ghi nhận của các phóng viên thời sự. Thưa quý vị, con lợn nái này thì được gia đình nhà ông Ái ở xã Thanh Lương, huyện Vĩnh Bảo của thành phố Hải Phòng ví như thần tài. Khi mà dịch tả lợn châu Phi xuất hiện vào tháng 3 năm 2019 đến nay, thì một con nái này đã sản sinh ra hơn 30 con lợn con và mang lại nguồn thu nhập cho gia đình. Và đây cũng là một trong hai hộ gia đình giữ được hai con nái sau dịch tả lợn châu Phi tại xã Thanh Lương. May mắn là con lợn nhà tôi thì xung quanh là đều bị hết, riêng con lợn này thì không gì cả. Sau dịch thì bán được có 350 một con, lợn đẻ lần thứ hai thì tôi bán được hơn 1 triệu một con. Thế còn để lại 3-4 con nuôi, thì đợt này thì nó đẻ được 8 con thì nhà tôi để lại nuôi tất. Trước khi có dịch tả lợn châu Phi, xã Thanh Lương có đến 170 hộ chăn nuôi lợn với quy mô tổng đàn gần 2.000 con. Sau dịch, chỉ còn 23% số hộ chăn nuôi tái đàn và duy trì nuôi với tổng đàn 200 con. Như vậy, số hộ chăn nuôi đã giảm 1 phần 10. Dịch tả châu Phi nó thiệt hại lớn quá. Thế nên nhân dân thì kiệt quệ về cái vốn liếng. Đấy, dồn dịch vào đấy hết là nó bị dịch là chết hết. Chúng cả khu vực này bây giờ là không có ở đâu có giống lợn nhỉ. Mà có chẳng nữa thì nó không đúng nguồn gốc thì cũng không dám vào. Vì nó quá đắt. Sau khi mà dịch tả châu Phi xong kết thúc ấy, thì chúng tôi còn lại hai hộ là chăn nuôi là giữ lại được hai con lợn nái. Thế và sau khi mà thời điểm mà huyện là công bố hết dịch là cho phép được tái đàn thì bà con nhân dân là bắt đầu tái đàn lợn. Thì hiện nay đối với địa phương chúng tôi có khoảng 40 hộ chăn nuôi, nó khoảng độ 200 con lợn, vừa lợn nái và lợn thịt. Trước dịch tả lợn châu Phi, tổng đàn lợn của Hải Phòng có 344.000 con. Trong đó, các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ quy mô dưới 50 con chiếm 50% tổng đàn. Dịch tả lợn châu Phi đã khiến trên 2.400 trong tổng số 19.200 cơ sở có lợn bị tiêu hủy và cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm 97%. Hiện tại, tổng đàn lợn của Hải Phòng có 138.300 con, chiếm 40% tổng đàn so với thời điểm trước khi có dịch. Theo đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng, ngoài nguyên nhân do thiếu vốn và con giống cao, sau dịch nhiều hộ chăn nuôi đã chuyển sang chăn nuôi gia cầm nên việc tái đàn diễn ra chậm. Thành phố đã có chính sách nghị quyết 13, trong đó thì có hỗ trợ lãi suất vốn vay xây dựng trang trại quy mô lớn, thì hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay trong thời hạn là 3 năm và vốn vay không quá 500 triệu. Hiện việc tái đàn ở Hải Phòng phát triển rất mạnh tại các trang trại và gia trại là chủ yếu, còn các cơ sở, hộ nhỏ lẻ diễn ra chậm và gặp nhiều khó khăn. Đến thăm trang trại của gia đình ông Phương Văn Mộc mới thấy sự tiến bộ của hộ gia đình dân tộc Tày này.
kiểm soát ra vào chặt chẽ, rắc vôi bột từ cổng vào, phun khử trùng toàn bộ trang trại và khu vực chăn nuôi ngày ít nhất một lần là quy định nghiêm ngặt mà lão nông này áp dụng từ nhiều năm nay. Vượt qua cái đợt dịch này cũng gọi là vừa phun khử trùng vừa ấy vừa rắc vôi bột khử trùng rồi là đây khử trùng kia vẫn phun mỗi ngày phun lần đấy như đến bây giờ là nó vẫn cứ thấy lớn thấy ấy như thế là chắc là không việc gì không việc gì. Nếu như cái đợt dịch vừa rồi mà nếu mà như người dân người ta chăn nuôi như chúng tôi trước ấy thì là gần như là không thọ được mà không gần như không sót. Và mô hình của chỗ nhà ông Mọc ấy thì thực ra đúng là còn mỗi mô hình đấy là vượt được qua cái đợt dịch bệnh vừa rồi thôi, còn chứ quanh cái khu chúng tôi này là gần như là bị dịch là quét đi là lấy hết, chả còn sót nhà nào cả. Đấy, tôi thấy mô hình đấy là rất là tốt. Đặc biệt, dãy chuồng sàn tiết kiệm nước, không xả thải ra môi trường, được ông Mộc xây dựng quy mô trên một quả đồi có thiết kế thích hợp, thoáng mát vào mùa hè và mùa đông thì ấm áp do có hệ thống che chắn cho đàn lợn. Thời điểm cuối năm 2019, mặc dù dịch tả lợn châu Phi hoành hành, tuy nhiên lứa lợn của ông Mộc vẫn bình an vô sự. Tại thời điểm đó, ông Mộc xuất chuồng khoảng 5 tấn thịt lợn. Theo tính toán của lão nông dân tộc Tây này, trừ toàn bộ chi phí, gia đình ông lãi cả 100 triệu đồng. Làng này không còn một cái con lợn nào cả. Bây giờ là chỉ còn mỗi đàn này thôi. Mỗi con bây giờ là chắc 70-80 cân chứ bao nhiêu, 70-80 cân. Đó, mình cứ ước như thế. Trong cái bối cảnh mà dịch tả lợn châu Phi rất là hoành hành dữ dội thì cái mô hình này bà con vẫn vào đàn đấy và chăm sóc đảm bảo cho cái đàn lợn nó vẫn phát triển bình thường. Tái đàn gọi là để mình nuôi thử nuôi ấy thế mà cũng được đấy, cũng hợp lý đúng thời điểm thế là được. Thế nó dịch bệnh nó không có thì là mình còn cứu vớt được đến thời điểm này. Sinh ra và lớn lên trên quê hương Bắc Giang, cả cuộc đời ông Mộc gắn bó với nghề chăn nuôi. Thế nhưng trước đây vì thiếu kiến thức kỹ thuật chăn nuôi, ông đã nhiều lần thất bại, nợ nần khi đàn lợn rất hay mắc bệnh. Tiền thuốc men và thức ăn chăn nuôi thì tốn kém nhưng năng suất lại rất thấp. Đường lúc nào cũng ẩm ướt và lợn nó nhiều bệnh hơn mà nó đi ỉa, nó cứ uống cái nước đi vào, cái nước phân nó thải ra nó lại uống vào nó đi ỉa. Một lần là gọi là sạch bách. Không chấp nhận thất bại, ông Mộc đã đi học hỏi kinh nghiệm từ các trang trại lợn ở các địa phương lân cận. Và ông đã tìm ra nguyên nhân dẫn đến đàn lợn của gia đình kém năng suất. Phần lớn là do môi trường chăn nuôi không đảm bảo. Từ đó, ông đã thử nghiệm rất nhiều giải pháp để xử lý chất thải chăn nuôi. Thế nhưng vì chăn nuôi lợn theo kiểu truyền thống, sử dụng nước để tắm và vệ sinh chuồng lợn nên làm độ ẩm chuồng nuôi gia tăng, dịch bệnh có điều kiện phát triển. Thêm vào đó, việc tắm rửa cho lợn mỗi ngày từ 2 đến 3 lần làm xả thải một lượng lớn nước ra môi trường, gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống của chính gia đình ông và người dân xung quanh. Trường cũ trước ngày ấy, mỗi ngày rửa một lần còn chưa xong thì là nó mùi nặng lắm. Khó chịu, ôi một mình trước nuôi hơn chục con đã vất vả rồi, hơn chục con thôi. Nó nuôi bởi vì là bẩn lắm, chuồng bẩn mà rửa khướt lắm. Thế nhưng năm 2018, ông Mộc đã mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình chăn nuôi lợn trên chuồng sàn không xả thải ra môi trường với quy mô 50 con lợn thịt.
Ông Mộc cho biết đây là phương pháp chăn nuôi tiết kiệm nước, không sử dụng nước để tắm và làm mát cho lợn. Bởi vậy, hàm lượng chất khô đạt trên 70%, rất dễ thu gom vào một bể chứa phía dưới. Nuôi 50 con lợn như ngày trước, như các cụ nuôi, các bà nuôi thì rất vất vả. Nhưng mà như cái chuồng này thì 3-4 ngày còn chưa phải rửa. Chưa phải, cứ phải chỉ quét một tí thôi. Nó ăn xong nó ỉa ra là lọt hết xuống bên dưới. Xong thải ra là nó trôi ra ngoài bể. Thế thôi. Kể từ khi mô hình chuồng sàn được đưa vào sử dụng, ông Mộc không phải tắm và vệ sinh chuồng lợn như trước đây nữa. Mỗi ngày, ông Mộc chỉ có một việc duy nhất là bơm nước cho lợn uống và đổ thức ăn vào máng cho lợn ăn. Giảm rất nhiều công lao động, mà nước thì cũng rất tiết kiệm, bởi vì là mình không phải rửa chuồng, không phải gì cả, chỉ bơm nước lên để nó uống thôi, mới lại chỉ đổ cám cho nó ăn thôi. Đúng là nhàn như nuôi lợn chuồng sàn. Không những thế, lợn được nuôi trong môi trường an toàn, sạch sẽ, khô thoáng, ít dịch bệnh, chi phí thấp, năng suất cao. Ông Mộc rất phấn khởi. Nếu như mà một mình ấy, nuôi, nếu mà như chuồng sàn này, nếu mà nuôi ấy, phải mỗi người phải nuôi được 300-400 con. 400 con là bình thường. 400 con. Nuôi trên sàn mà được xử lý phân thì nó hạn chế được các cái bệnh. Ví dụ như cái bệnh tiêu chảy là rất hạn chế. Ví dụ như bệnh tiêu chảy do vi khuẩn E. coli hoặc do vi khuẩn Salmonella đã gây hiện tượng khó thương hàn thì nó hạn chế đáng kể. Thế tuy nhiên là nếu như chúng ta xử lý thật tốt rồi, cái mùi trong chuồng nuôi rất tốt rồi thì nó hạn chế được các bệnh đường hô hấp nữa. Thì như vậy cái năng suất sẽ cao hơn. Từ hiệu quả của mô hình chăn nuôi lợn của lão nông Phương Văn Mộc, đến nay tính ra chỉ riêng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã triển khai xây dựng được 16 mô hình nuôi lợn an toàn trên chuồng sàn không xả thải ở quy mô vừa và nhỏ. Mới đây, anh Nguyễn Văn Bắc ở xã Trường Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang cũng đã học tập ông Mộc và nhờ ngành nông nghiệp địa phương tư vấn mạnh dạn đầu tư hơn 100 triệu đồng để xây dựng khu chuồng sàn này. Tôi thực ra là đi tham quan đấy, mà thấy nó hiệu quả là về là tôi nghĩ là tôi làm thôi. Nên vì thấy nó cũng đạt, có hiệu quả đấy. Phòng dịch tốt thì tôi quyết định tôi nghĩ là tôi đi vay tiền về, thêm về đầu tư cho cả cái khu này. Nếu mà mô hình mà phát triển mà tốt thì có thể là tôi sẽ nhân rộng ra đến 500-700 đến 1.000 con chẳng hạn. Tất cả nếu mà ấy là phải xây lại chuồng hết thì chuồng cũ để bỏ, chuồng cũ để đập đi bỏ, không xây chuồng, không nuôi chuồng cũ kia bí lắm, không thể làm được, không thể nuôi được, phải nuôi làm chuồng sàn như thế này là hợp lý hơn. Là người rất tâm huyết với nghề nuôi lợn, ngoài làm giàu cho gia đình, ông Mộc luôn tận tâm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi lợn cho các hộ dân khác trong bản, giúp các hộ vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Nói về kỹ thuật chăn nuôi lợn, ông Mộc chia sẻ, muốn đàn lợn sinh trưởng và phát triển tốt, chuồng trại phải được thiết kế cao ráo, mát mẻ vào mùa hè, mùa đông phải quây bạt cho chuồng để giữ ấm cho lợn. Ngoài ra, luôn luôn phải tìm đến các trang trại lợn lớn trên địa bàn để học hỏi thêm kinh nghiệm nuôi lợn và liên tục cập nhật những khoa học kỹ thuật tiên tiến. Chính xác là chuyển sang cái chuồng này ấy, thì lợi ích của nó là lợn khỏe hơn và nó lại không có đi ỉa bệnh tật, nó ít hơn. Dân mình ấy thì là lại làm thêm chuồng, lại tiếp tục làm thêm mấy cái chuồng nữa thì là để tái đàn cho nó ấy. Một chuồng này thì ăn thua gì, một chuồng này chỉ gọi là nuôi được mấy chục con thôi, không ăn thua. Nó đã nuôi, nếu mà ấy phải nuôi nhiều thì mới được. Họ chăn nuôi chuồng sàn ấy thì tôi cho rằng là một cái sáng kiến tốt. Trong cái điều kiện mà diện tích đất
nó không có nhiều thì người ta có thể nuôi sản, tức là nuôi ở tầng 1 cũng có nuôi và tầng trên cũng có nuôi, nhưng quan trọng là anh đã thiết kế sao cho nó phù hợp để đảm bảo rằng là cái thức ăn ấy, từ cái phân ấy sau khi nó sa thải ra thì mình có thể tẩy dọn xuống để mà xử lý bằng phương pháp bioga để mà sử dụng cho cái việc mà tạo bioga phục vụ cho cái phát triển chăn nuôi. Tuy nhiên, vốn và khoa học công nghệ vẫn là bài toán khó giải cho các hộ nông dân như ông Mộc. Cái dự định này thì là bởi vì là cái gia đình cái vốn nó hạn hẹp quá. Đấy, thành ra là bởi vì là cũng tái đàn, cũng nếu mà ấy thì là dần dần, nếu mà không nhà nước hỗ trợ được một tí thì là khả năng là làm được. Đấy, nhưng mà không thì không có thì cũng cứ dần dần đã, chứ chưa thể làm được. Về mặt lâu dài thì chúng tôi cũng đang nghiên cứu xây dựng một cái đề án để tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh, tham mưu Sở Nông nghiệp có những cái chính sách để mà hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Giang, ít nhất là mỗi xã có một cái mô hình như thế này để mà làm cái điểm tuyên truyền nhân rộng cho các cái hộ nông dân, các cái gia trại có nhu cầu chăn nuôi trong thời gian tới. Phấn khởi, gia đình cũng rất là cảm ơn Đảng, Chính phủ, cảm ơn nhà nước ấy hỗ trợ được cái gia đình làm cái chuồng xả thải như thế này rất là hợp lý, mà từ trước đến nay là chưa có cái chuồng nào hợp lý như thế này.